Hết nhiệm kỳ, Hoa hậu Thùy Tiên vẫn có lịch trình dày đặc, tiếp tục phải hy sinh giấc ngủ. Thùy Tiên khiến người hâm mộ xót xa khi để lộ hình ảnh mệt mỏi, thiếu ngủ dù đã hết nhiệm kỳ tại Miss Grand International. Ngày 25 tháng 10 vừa qua, Hoa hậu Thùy Tiên đã có màn final walk đáng nhớ tại sân khấu Miss Grand International 2022, khép lại một nhiệm kỳ đầy ấn tượng. Trong 10 tháng đương nhiệm, Thùy Tiên có lịch trình dày đặc và phải bay qua nhiều quốc gia. Chính vì thế mà người hâm mộ nàng hậu sẽ có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Tuy nhiên, Thùy Tiên vẫn là gương mặt đắt sâu ngay cả khi không còn đương nhiệm. Mới đây, người đẹp sinh năm 1998 đã đăng tải hình ảnh đang ngái ngủ, mắt nhắm, mắt mở khi đang trang điểm và làm tóc. Cô cho biết, khi hôm qua 1 giờ sáng mới ngủ mà 5 giờ sáng bạn đã phải dậy, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Mặt khác, nhiều người cảm thấy thích thú khi Thùy Tiên vẫn nhận được rất nhiều sự yêu mến, đón nhận của khán giả. Vừa qua, cô lại một lần nữa gây bão truyền thông khi kết hợp livestream cùng YouTuber Quang Linh Vlog. Chỉ trong một tối, livestream của hai người đã lên đến gần 1 triệu lượt xem. Thùy Tiên cũng đạt 3,5 triệu lượt tìm kiếm chỉ trong một đêm, con số mà nhiều nghệ sĩ lớn cũng phải mong ước. Người hâm mộ hy vọng Thùy Tiên sẽ được hoạt động đa mảng sau khi kết thúc nhiệm kỳ.